dạ, tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của tài 66 vlog nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2024. Em kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Em tiếp tục cập nhật chia sẻ những thông tin gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn mình ha Xoay quanh về câu chuyện sóng gió gia tộc của gia đình của nghệ sĩ cả nhà. cả nhà mình cũng biết rồi ngày hôm nay thì chị Hồng Loan có một cái buổi live stream cùng với lại công ty Yến đã có một cái buổi livestream rất là thành công, được bà con cô bác cô chú anh chị yêu thương ủng hộ đặt hàng khá là nhiều. Thôi quý cô chú anh chị trong cái buổi livestream thì em được biết là chị Hồng Loan cũng có chia sẻ một cái vấn đề nếu cô chú anh chị nào mà muốn làm đại lý gọi là quỹ quyền về Yến thì cứ liên hệ với chị Hồng Loan ha cả nhà. Trong mọi nước đều có thể là làm đại lý riêng ha quý cô chú anh chị để đưa ra những sản phẩm và đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng yến từ công ty yến banet mà chị hồng loan đã hợp tác trong thời gian qua hả quý cô chú anh chị rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ quanh với lại câu chuyện sóng gió gia tộc đi thì à, cả nhà cũng biết rồi ngày hôm qua chị hồng loan cũng có chia sẻ một đoạn video phải đó là nghe mà muốn rơi nước mắt luôn cô chú anh chị vì có những thành phần xấu có những kẻ xấu à, lợi dụng vào cái câu chuyện và cũng như là lợi dụng vào những cái À, sự mà gọi là mạng thông tin mạng xã hội đã lan truyền những thông tin như rằng nói rằng chị Loan à, dựa vào cái sóng gió dựa vào cái drama để quyên góp kêu gọi à, để đi làm từ thiện thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ rằng là đó là những cái gì mà chị Hồng Loan làm được chứ chị Hồng Loan chưa bao giờ có kêu gọi hay là quyên góp bất kỳ của một người nào chị Hồng Loan có bao nhiêu thì chị Loan làm bấy nhiêu có ít thì làm ít, có nhiều thì làm nhiều, làm trong khả năng của chị Lon Chứ chưa bao giờ có cái gọi là cái tình trạng mà kêu gọi quyên góp như những lời đồn. Thì thật sự đó là những tiếng xấu mà gọi là bôi nhọ muốn gây hại cho chị Loan là giống như là phá hủy cái danh tiếng và cũng như là cái uy tín của chị Loan đi. Thì cô chú anh chị mình xem cái video thì nên cân nhắc và cũng như là lựa chọn những thông tin tích cực lựa chọn những thông tin đúng mà chúng ta xem loại bỏ những thông tin gọi là không hay hay cả nhà đó là những lời đính chính của chị Loan mấy ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình cũng đang rần rần lên trên trên không gian mạng về cái uh, câu chuyện của anh hai thì uh, thật hư như thế nào thì cũng đã uh, hầu như là cũng chiếm khoảng 60 phần trăm là má tư cũng lên tiếng cũng như là chị ni cũng có lên tiếng hay cả nhà nhưng mà chưa thấy động thái gì hết từ phía bên kia thì em cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị như thế này về cái câu chuyện mà của phía bên kia họ à, biêu ríu nói xấu về cái sản phẩm cái mỹ phẩm của hồng loan họ nói là sản phẩm ở nước ngoài thì tốt sản phẩm chị hồng loan thì dở bôi vô hư da hư nám mặt thế này thế kia thì cũng xin nhắc lại với cô chú anh chị mình như thế này về cái sản phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên đó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi em thì cũng có biết chút đỉnh về cái sản phẩm mỹ phẩm cả nhà nói về những cái loại thuốc hoặc là mỹ phẩm thì em cũng có biết một sơ sơ bây giờ bây giờ cô chú anh chị mình cứ đơn giản như thế này nè cái xã hội chúng ta càng ngày càng phát triển rồi với những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đó cả nhà thì nó rất là gây độc hại cho cơ thể chúng ta về vườn ăn những cái uh, cây lá cây những cái loại rau ở vườn đó, thì nó lại tốt cho cơ thể thanh lọc cơ thể thì những sản phẩm nó cũng vậy cô chú anh chị những mỹ phẩm sản phẩm thì nó cũng vậy cô chú anh chị mình cũng cái biết là cái ưu điểm của cái mỹ phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên đó thì nó là an toàn và lành tính ha mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên đó, thì nó được uh, làm từ các thành phần tự nhiên đó, từ những cây cỏ hoặc là những cái loại động vật ha hoặc là thực vật động vật thực vật hoặc là khoáng sản thì nó cô chú anh chị mình biết là nó lành tính và cái uh, thành phần này thường có khả năng là nó thẩm thấu và nó hấp thu tốt nè không gây kích ứng cho da phù hợp cho mọi loại da và kể cả những da nhạy cảm bên mỹ phẩm của chị Hồng Loan thì cô chú anh chị mình cũng biết là nam nữ đều dùng được da nhạy cảm thì ok và chị Hồng Loan cũng có lên tiếng là mọi người hãy feedback lại cho chị Loan là cái những cái tin nhắn những cái bình luận về sản phẩm để cho chị Hồng Loan có thể đưa ra và chứng minh được cho cô chú anh chị gần xa những ai mà nói xấu hoặc là những ai mà đang phân dân gọi là chưa có tin tưởng vào cái sản phẩm mỹ phẩm của chị Hồng Loan thì có thể biết được từ những cái bình luận từ những cái tin nhắn của cô chú anh chị xài rồi thì mong là cô chú anh chị mình hãy comment có thể trên kênh của tài có thể trên kênh của chị hồng loan cũng được theo quý cô chú anh chị đó là những gì mà em biết được từ sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên còn những sản phẩm mà nó không phải từ thiên nhiên thì nó lại khác hay cả nhà nó cũng tốt chứ không phải không tốt nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ đắn đo à, với những loại da nhạy cảm thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại vì những thành phần đó nó có chứa những thành phần nó làm cho bào mòn da da chúng ta nếu mà không có chịu nổi hoặc là da chúng ta mà nó bị dễ nhạy cảm và kích ứng đó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm và gây hại và trên cái phương diện là chúng ta à, như là buôn bán đi chúng ta không nên nói xấu đối phương và không nên nói xấu bạn bè trên cái thương trường và cũng như là trên cái gọi là à, cái công việc của chúng ta việc ai nói làm À, nhà ai đèn nhà ai nói sáng thì uh, nếu mà ai yêu thương ủng hộ ai thì đến hãy đến với cái sản phẩm đó không cần phải nói xấu đâu nói nói xấu mà dìm hàng nhau mà để uh, ngôi lên trên thì thật sự cũng không có tốt lành gì hai quý cô chú anh chị cũng giống như trên sản phẩm bây giờ cô chú anh chị mình biết sản phẩm làm đẹp đi làm trắng da đi có hàng trăm hàng ngàn loại sản phẩm đó. hoặc là trên bây giờ cô chú anh chị mình lướt trên tấp tấp đi có hàng trăm hàng ngàn cái loại sản phẩm mà chị viêm uh, cánh viêm nách đó thì rất là nhiều sản phẩm ai cũng nói là uh, cái sản phẩm mình tốt cũng như cô chú anh chị mình đi ra chợ đi mua con cá đi hoặc là mua miếng thịt đi ai cũng nói là ừ cái con cá của tôi rất là ngon thịt heo của tôi mới mổ rất là ngon rất là tươi nhưng mà ai đảm bảo cô chú anh chị mình chỉ là người mua thì làm sao biết được cái sản phẩm đó như thế nào đúng không mình đâu có trực tiếp tới lò để mình xem hoặc là mình đâu có trực tiếp xem người ta đánh bắt cá đâu mà biết được đúng không cô chú anh chị mình chỉ cần tin tưởng vào cái người đó, nào đó tin tưởng vào cái sự uy tín của một cái người nào đó thì mình mua thôi mình ủng hộ thôi còn vấn đề là mình để nói xấu đối phương thì không nên ha, cái việc đó là không nên bệnh dìm hàng đối phương để mình ngồi lên đứng hàng đầu thì đó cũng là không nên đúng không quý cô chú anh chị em đã cũng nói nói rất là nhiều rồi có những người mà gọi là muốn dìm hàng chị hồng loan thì mình hãy xem lại mình đã sử dụng chưa và mình có cái bằng chứng nào đưa ra là cái sản phẩm người ta không tốt mà mình dám đem ra để mình dịp hàng đó, đó là cái vấn đề cần chia sẻ. Còn cái một cái vấn đề nữa, cô chú anh chị mình biết không? Em có nghe được một cái thông tin như thế này nè cả nhà, một cái thông tin mà từ chị Hồng Loan, thông tin như thế này chị Hồng Loan nói một câu thật sự nghe muốn rớt nước mắt luôn cô chú anh chị là chị Hồng Loan nói với người một người anh á nếu mà anh cần tiền á thì anh nói với em ngày xưa thì em không có tiền nhưng bây giờ thì công việc kinh tế cũng khá giả cũng ổn định rồi thì buôn bán cũng được được nhờ bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước yêu mến ủng hộ thì cũng có đồng ra đồng vô kinh tế thì nó cũng ổn anh hai có cần gì thì cứ nói em em sẵn sàng với anh hai cái sao anh hai lại bỏ em cô chú anh chị thì cái câu nói đó thì nghe thực sự nghe muốn rớt nước mắt luôn cô chú anh chị chị hồng loan sống rất là tình nghĩa tình cảm của chú anh chị chứ không phải là sống mà gọi là theo cái kiểu mà người ta chửi chị hồng loan là vô ơn đâu không có chị hồng loan sống biết trước biết sau biết trên biết dưới cả nhà đó và thậm chí bây giờ tại sao mà má tư lại ủng hộ chị hồng loan đến giờ phút này má tư bây giờ tuổi cũng đã cao rồi nhưng mà má Tư luôn ủng hộ chị Hồng Loan đến gọi là hơi thở cuối cùng luôn em bảo đảm với cô chú anh chị mình luôn á, tại vì má Tư hiểu được cái vấn đề bên trong, má Tư đã từng đi với Bắc Năm, đã từng đi với cố nghệ sĩ một quãng đường thời gian khá là dài và cũng từng biết chị Hồng Loan như thế nào và biết nội tình sự việc nó như ra sao thì những lời nói của má Tư thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm thì chắc chắn là sẽ đúng thôi cả nhà chứ không có có sai vào chỗ nào được đó nên chị Hồng Loan rất là biết điều, lúc nào cũng uh, hỏi má Tư về những việc, uh, ví dụ buôn bán đi, thì má Tư cũng không có xen vào. Nhưng mà vấn đề mà giống như là khai trương hay là cúng kiến, đám dỗ hay là hay là nhà mà có đám gì đó, thì chị Hồng Loan đều hỏi ý kiến của má Tư uh, cúng sao, làm sao. Giống như ngày hôm trước, ngày 26 tháng 6 đó, thì uh, chị Hồng Loan có ra ngoài ở ngoài uh, Hà Nội để xử lý cái vụ BH nó cùng với lại đứa cháu gái thì ở nhà có đám dỗ thì má Tư vẫn qua để coi sắp xếp, chỉ dạy cho mấy anh chị ở trong gia đình nhiều khi nhỏ tuổi thì không biết cúng kiến sao, phải bao nhiêu cái chén, bao nhiêu đôi đũa và sắp lên bàn thờ như thế nào, cúng như thế nào, vái lại như thế nào, thì Mã Tư là người lớn tuổi kinh nghiệm và cũng như là cái đường đời đã trải qua quá là nhiều cái sự việc rồi cả nhà thì quá là rành rồi nên má tư qua hỗ trợ cho chị hồng loan điều đó chúng ta cần phải ghi nhận đúng không cả nhà nhưng mà không ngờ lại có một cái uh, người uh, họ họ nói với má tư rất là nhiều việc hay cả nhà uh, như là chửi má tư chửi uh, bóng này bóng kia uh, thì con cũng xin lỗi má tư ha tại vì uh, con cũng nói lời lại cái 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 lời cái lời đó thôi chứ uh, thật sự mà nói là không nên như vậy tại sao cô chú anh chị biết uh, vì sao mà vì má tư cũng là có người người anh đó đó anh cũng kêu má tư là anh làm là má nhưng mà đây nè má tư có ghi dòng trạng thái nè con thích nuôi chó thì con phải biết dạy chó nhé con đó và má tư thật sự rất là bức xúc quý cô chú anh chị má tư bức xúc vô cùng vì uh, nè má tư có ghi dòng trạng thái nữa nè lính của con chửi má của con gọi bóng già ăn đông con suy nghĩ từ bóng có đụng chạm với ai không đó thì má tư cũng có chia sẻ nếu mà thật sự cái người đó đó mà nằm ở dưới chướng của một người à, mà gọi gọi má tư là má thì nếu không có ra lệnh hoặc là không có kêu thì làm sao mà dám chửi đúng không cả nhà đó dưới chướng mà đó thì cái câu chuyện này thì nó đang càng ngày nó càng căng thẳng không biết ai đúng ai sai thật hư như thế nào nhưng mà má tư đã nói như vậy rồi thì cô chú anh chị mình cứ suy nghĩ đi người dưới trướng rồi á thì không có kêu đó, thì làm sao mà nó dám mà má tư cũng có thẳng thắn thẳng thừng nói lên là con nuôi chó thì con phải biết dạy chó nha con đó thì để con chó nó sổ bậy thì nó nói chung là má tư nói những lời lẽ nó thâm thúy với cả nhà không cần chúng ta phải nói nhiều đâu chỉ cần nó đơn giản như thôi mà nó thấm nó thấm thế hay với cô chú anh chị sáng hôm nay thì chị Hồng Ni á, thì cũng có có cho, chia sẻ mấy cái hình làm chúng ta phải đau đầu <laughs> đầu tiên á, thì chị Hồng Ni có đưa ra ba hạt đậu hay gì nè cả nhà thì bà con cô bác mình á, cô chú anh chị mình vào đây thì bình luận rất là nhiều ha câu chuyện uh, sóng gió gia tộc thì có lẽ là nó gần tới kết thúc rồi nhưng mà bỗng nhiên bỗng nhiên thì lại có một cái sự việc nó xảy ra bao nhiêu là chuyện nó xảy ra như là quay xe à, du khống à, hoặc là à, chối bỏ không đến à, tòa để nhằm kéo dài thời gian ha cô chú anh chị thì có câu chuyện mà ở bh bh ở hà nội đó thì cô chú anh chị cũng biết rồi vì sao mà cô cháu gái lại không tới tòa thì mọi người cũng hiểu quá rồi quá rõ rồi không cả nhà vì biết là đã không bao giờ thắng được rồi vì ra đó chỉ có mà thua và chỉ có mà nhục mà thôi với lại ra đó thì bao nhiêu là chi phí đi lại hay cả nhà đã biết thua rồi ra đó chi sẵn đó người ta cũng tính toán hết rồi ra đó tốn tiền chứ làm gì ha à, rằng người ta dùng cái chiêu gọi là gây khó nhũng nhiễu kéo dài thời gian để nhằm mục đích là cho nó khán giả mọi người cứ hoang mang lo lắng để người ta dùng chiêu trò trong thời gian đó người ta có thời gian để dùng chiêu trò nữa chứ mà ra đó thì cũng thua ha vì chị Hồng Loan là cũng là con à, con hợp pháp rồi thì ra đó thì người ta giải quyết thôi hình ảnh của cha người ta thì người ta lấy lại là đơn giản thôi còn vấn đề mà nghe nói đâu thì phía bên cái cô o xin gì đó thì cổ cũng khai ra rồi cả nhà và cũng nói ra hết tất cả sự việc hết rồi thì trong tương lai ha trong tương lai thì chúng ta sẽ biết kết quả chắc chắn vào ngày 14 tháng 7 tới đây 24, 24 hả ta, 24 tháng 7 tới đây cuối tháng này, cuối tháng 7 thì sẽ biết kết quả ha. nó thì cái vấn đề đó thì em cũng muốn chia sẻ đến cả nhà mình. Hy vọng là cô chú anh chị mình cứ bình tĩnh ha, bình tĩnh, đừng có để cho kẻ gian nó lợi dụng những cái ngôn từ xảo nguyệt và những những cái lời dẫn dắt đưa chúng ta đi mà chúng ta không biết được. Chúng ta hãy chọn lựa những cái thông tin tích những thông tin đúng và xem xét đúng nhìn nhận đúng sự việc ha chứ đừng có để cho người ta dẫn dẫn dắt mình ha cả nhà ha từ trước tới giờ mình luôn ủng hộ ai thì mình cứ ủng hộ đơn giản là vậy thôi còn ai quay xe thì là mặt họ trời cao có mắt ha má tư thì cũng con à, tài cũng thấy là má tư cũng có đăng một cái tấm hình đó là lại tổ nghiệp với quý cô chú anh chị đó thì à, Má Tư cũng nói cái hàm ý sâu xa đó. Ngày xưa thì ba người ta giúp đỡ, à, giúp đỡ ha. Nhưng mà bây giờ tới con gái, á, tới con gái của uh, cố nghệ sĩ á, vào lúc những uh, cái uh, lúc mà khó khăn thì lại uh, làm ngơ nó. Thì Má Tư cũng có ghi uh, chia sẻ một cái hình là tam vị thánh tổ chứng giám nè. <laughs> nói chung là mọi người cũng lan truyền nhau rất là nhiều về những cái show, show chậu của anh anh ấy ha cô chú anh chị nói rằng là mọi người đang cũng tắt bạc tẩy chay thì em khuyên cô chú anh chị mình là cứ gì cũng phải từ từ ha từ từ đừng có nóng vội cái gì cũng vậy ha cô chú anh chị đừng nóng vội cái gì cũng từ từ hết nha cả nhà mình mình biết rằng là nó như vậy rồi nhưng mà cái gì cũng vậy nóng thì nó sẽ hư bột hư đường cái gì cũng phải từ từ ha và trong thời gian tới này thì chưa có sự kiện gì chỉ có sự kiện vào tháng 7 thôi tháng 7 tháng 6 này, tháng 7 này thì chắc chắn là sẽ có một hai cái sự kiện thì cô chú anh chị mình chờ xem thông tin ha, có thông tin gì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. À mà một có thông tin nữa thì trong tháng 7 này á, thì à, anh Huy, Bù xô, của chị Hồng Loan thì có à, mở ra một cái à, quán cà phê coi coi như là đứa con tinh thần của anh ấy. Thì hôm trước em có hỏi anh thì vào ngày à, ngày 6 tây tháng 7 thì anh sẽ có khai trương thì cũng có sự góp mặt của chị Hồng Loan cô chú anh chị mình có gần ở quán cà phê đường Lê Trọng Tấn đó thì cô chú anh chị mình đến ủng hộ anh Huy nè và cũng như là để gặp gỡ chị Hồng Loan chị Ni cũng như là mấy anh chị trong tem biểu thương biểu thương mà đến đó với cô chú anh chị ha vào ngày 6 tháng 7 vào lúc tầm khoảng 9 giờ 9 giờ đến 10 giờ 10 giờ sáng ha thì anh Huy cũng có khai trương quán cô chú anh chị mình đến ủng hộ đó là những thông tin mình muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình ha. sáng nay. Anh chị Hồng Loan thì cũng bán được khá là nhiều. Cô chú anh chị muốn làm đại lý Yến thì cứ liên hệ với chị Loan. Và bên cạnh đó thì những thông tin về anh hai ha. và những thông tin đó thì và cũng như là về thông tin kem người ta bôi nhỏ nói xấu đó. Thì cô chú anh chị mình cần phải xem lại ha. Xem xét lại. Mình yêu thương thì mình cứ ủng hộ thôi. Trăm người bán, dạng người mua mà cả nhà ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ha.